Ghi mùng 1 tháng 3 2018. Bình thường ra là các cái đôi cuốn thư câu đối này bên em sẽ ghi thêm cả cái chữ nghĩa đằng sau. Nhưng cái này của bác lấy chữ quân ngữ rồi thôi, không phải ghi nữa. Một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Anh ơi, xong rồi chuyển về ngay đầu làng hay là trong anh? Ô tô có đỗ được cửa không anh? Ô tô đỗ cửa. Thôn Khai Thái. Như vậy là bọn em bán được về cho các bác ở trong huyện là rất là vinh dự. Bởi vì người trong huyện là nắm vững tất cả các cái làng nghề nhưng vẫn ưu tiên mua cho chúng em. Đấy là cái tiếng lớn của chúng em. Năm ngoái là chuyển về đấy là thôn gì nhỉ Hiền? Chỗ C7 ấy. Cũng thôn Khai Thái hả anh? Ai? Chỗ bác ấy, bác... Vâng. Khai Thái. Cũng là cùng thôn à? Cùng thôn. Đấy thế chứ nè. Thôn Khai Thái. Thế xã cũng Khai Thái luôn hả anh? Vâng. Thế một xã có một thôn ạ? Thôn mấy thôn? Lập Phương ấy. Lập Phương là trên. Vĩnh Thượng, Vĩnh Hạ. Vĩnh Thượng, Vĩnh Hạ, Khai Thái. Khang là gọi là làng Khang đó. Vâng. Còn bây giờ đến anh ở bên Khoái Châu. Anh ký cho em cũng có thư câu đối nhưng mà lại là hàng khảm. Đây là hàng khảm giả cổ. Báo cáo quý vị là hiện nay đồ gỗ Đức Hiền là đang có 2 đôi câu đối khảm giả cổ. Thì bác bên Khoái Châu ký một đôi. Còn lại một đôi là 18 triệu một đôi. Và chiếc Hoành Phi cũng 18 triệu. Tổng cộng cả bộ là 36 triệu. Anh cứ để mùng 1 tháng 3. Mùng 1 tháng 3 2018. Anh ơi, về Khoái Châu là thôn gì, xã gì anh ơi, đọc lại cho em cái. Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân. Thôn Tân Hưng, xã Chí Tân. Huyện Khoái Châu. Hồi đầu năm ngoái và tầm này là cũng có mấy bác ở Khoái Châu sang mua trường kỷ của em. Đến ngay cái chỗ cái đê, à cái con nong ở ngoài ấy, chứ chưa vào đến tận đê đâu. Như vậy là bác lấy bộ A, còn bộ B rồi. Anh nhớ ba cái chữ lớn này là chữ Phúc Lộc Thọ anh nhá. Chữ Phúc Lộc Thọ mà đọc là đọc ngược ấy. Các cụ mình viết lạ lắm. Vâng, viết chữ Phúc trước. Chữ Phúc thì giải nghĩa một chút là bên này là cái bộ bên này là chữ Kỳ là thần đất anh ạ. Xong đến chữ Nhất, xong đến chữ Khẩu và đến chữ Điền. Chữ Điền như là cái bánh trưng như này. Đấy. Phúc Lộc Thọ. Vâng. Đấy, chữ Phúc một bên là chữ Kỳ là thần anh nhá, thần đất. Xong là đến chữ Nhất, chữ Khẩu, chữ Điền. Vâng, chữ Lộc nó cũng có cái bộ giống như thế. Cảm ơn các anh.